Hiện tại mình đang đi trên đường Thăng Long, phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Chào mừng quý cô bác anh chị đến với clip tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Xứ Nẩu nha. Ngon không chị? Nói cho khán giả biết đi. 2.000 một cái. 2.000 cái hả? Đây là rượu dâu tầm. Rồi bán bao nhiêu một ký chị? Bây giờ mình sẽ tới chợ Đông Tác, phường Phú Thạnh. Có rất nhiều quý cô bác anh chị yêu cầu mình quay chợ vào buổi chiều. Ngày hôm nay mình sẽ thực hiện clip này. Chợ Đông Tác còn gọi là chợ Hầm Nước, ở phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa. Đây là quang cảnh buổi chiều chợ Đông Tác. Đây là đường Võ Thị Sáu. Ở đây có một cái siêu thị Cup Food của Cup Mart. Thấy bán trái cây rất là nhiều luôn. Dâu này nhiêu hộp vậy? Dâu 70. 70 ngàn. Đấy, được không? 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 Bao nhiêu ký? 25.000 ký. Củ dơn phải không? À, củ dơn hả? 10.000 một ký đâu? Điều ngọt quá. Củ dơn 10.000 đâu. Em giờ đang lại nổ không? Sao vậy? Không biết. Không biết rồi, chị hỏi nó. Tại sao vậy? Mấy làng hồ? Có làng này em. Đây có hộp đát nè. Hộp đát đây chị lấy ở đâu vậy? Đát chị lấy ở trong bụng á. Trên Hồ Thành xuống hả?
sườn ăn, đúng rồi sườn ăn. Đây nhìn cái 45 ngàn. Bán cái bán được không? Bác bao nhiêu một ký? Như em nói sao? Bác bán bao nhiêu một ký? 45 ngàn. Bán gì đây con? Ít sáng, sáng tư ấy, mài ra. Đây bánh ít sáng à? À, ngon lắm. Bao nhiêu một cái? 2 ngàn. 2 ngàn một cái hả? Mở ra cho con thử một cái thử. 2 ngàn một cái. Hết thì làm gối. Nhà mà tự làm luôn. Tự làm. Sáng ở nhà. À đây là sáng thôi đúng không? À sáng sáng tư ấy. Mài ra đi mấy người ta mài. Ăn tại chợ đông tác luôn. Mỗi ngày là có bán bao nhiêu cái? À, một ký vậy là 2 chấm đầy chấm thép. Thì bánh nhân rất là ngon luôn. À ngon không? Bữa nay này là cái bánh giờ đây là hết tôm rồi nè. À. Chị ăn luôn ơi. Ngon lắm á. Quay lên, quay lên. Ôi trời ơi, bà canh sáng không? Ừ. Nghĩ là con thường nó ngoài đó. Ngon không ông chị? Nói cho khán giả biết đi. Ngon lắm, ngon lắm. 2 ngàn một cái. 2 ngàn cái hả? Nè, chị kia. Mình được quen được ngồi. Mình được ngồi là biết. Bây giờ nhớ lại bé. Rồi, 5 cái. 5 cái 10 ngàn. Đây là 4 cái hay 5 cái. Con ăn rồi, là con làm 5 cái. À, đồ 5 cái không 10 ngàn. Không, đâu có, 4 với ăn cái là 5 rồi, 10 ngàn đó. Đây là 4 cái với mình ăn 1 cái rồi là 5. Là 10 ngàn. Cái này buổi sáng là cô lấy sáng ở đâu hay sáng ở nhà mình luôn? Sáng ở nhà mà cũng hết đầu củi đó. À. Sáng ở nhà đồ nào cái củ mà nó nhỏ nhỏ mình nấu rồi bán. Đi này bán người ta tới nhà ta mua chăm sóc rồi còn cái củ mà bự bự vậy nè. Dạ. Không ai mua củ to mà lọt cho thì đem mấy người ta vừa à. Vậy là cô bán buổi chiều thôi à?
Đây là gác chắn tàu hỏa tại ga Đông Tác. Và đây là đường 3 tháng 2. Đường này thì đi ngang qua ga Đông Tác luôn. Buổi chiều thì xe lưu thông trên đường thì cũng rất là vắng vẻ thôi. Đây là ga Đông Tác. Hiện tại ga này chỉ cách tàu dừng để mà bốc hàng hóa. Còn mà người đi ga Đông Tác thì không có hoạt động. Chủ yếu là người dân ở đây đi ga Tuy Hòa. Đây là ngã ba đường 3 tháng 2 với là đường Ngô Gia Tự. Cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn đã xem hết clip nha. Hẹn gặp lại quý cô bác anh chị clip lần sau.